Chào thầy và các bạn, hôm nay mình sẽ tiến hành làm một bài tập về Twitter. Chúng ta sẽ xây dựng một app code đi dựa trên ngôn ngữ Dart và sử dụng framework của Twitter để phát triển ứng dụng trên nền tảng di động. Bây giờ chúng ta sẽ demo cái ứng dụng. Đầu tiên nó sẽ có một cái trang chính trang chủ thì đầu tiên nó sẽ có một cái trang chủ có logo và sau 2 giây nó sẽ chuyển qua trang chính của app và trong trang chính này nó sẽ có một cái item menu, cái test router app và các cái circle avatar ở đây chúng ta sẽ truyền cho nó một dải màu. Nó sẽ có một cái test và đi và các cái thông tin của món ăn tôi sẽ chiều và tay thông tin giá và các cái thông tin liên quan đến món ăn của mình. Sau đây mình sẽ tiến hành code bài này. Mình sẽ nhiều một cái vụ được check mới. Cho nó chạy. Trong này chúng ta sẽ có các folder như là tay để chứa các trang của project của mình. Một cái component trang bay sẽ có trang phone bay trong đó và một trang là trang search không có lần thì chúng ta sẽ có một cái file tên là item thì chúng ta sẽ qua hàm bên nó có phần gần tiếp tục và chúng ta sẽ cái đó tôi mới học cái issue. Ở đây thì chúng ta sẽ trả nó về một cái trang là blog tay mà sẽ là một cái trang chứa cái logo của app của mình. Nó sẽ về trên nó về ở đây thì chúng ta sẽ xếp cái nông cấp và hay nó vào cái background không về luôn. Và một cái tay đồ tết style chỉ có số cái style cho nó trong có cái style thì mình sẽ xuất color cho nó đấy và xuất cái con sai là mình đi cái
Thì trong cái supply chain này chúng ta sẽ trả nó về Chicago, trong này chúng ta sẽ cho nó hiển thị một cái background. Thì để cho nó hiển thị một cái background thì chúng ta sẽ thêm cái hình ảnh. Rồi mình đã ép cái và xếp này vào thì trong này nó sẽ hiển thị đến cái file, cái folder access này, và trong cái folder access này sẽ có cái folder image để chứa các hình ảnh để chúng ta cho vào cái app của mình. Thì chúng ta muốn thêm hình ảnh vào thì chúng ta vào đây để thay đổi và tích test đánh giá. Mình sẽ xóa mấy cái thì đúng. Cho cái đường dẫn cho chúng ta sẽ đưa nó lại. Bây giờ qua giờ trang Splash Pay thì trang Splash Pay này chúng ta sẽ khai báo nó về, chúng ta sẽ cho nó một trong này chúng ta sẽ có phần body, một cái stack. Thì trong cái stack này nó là một cái widget trong Flutter, nó sẽ giúp các widget có thể trồng chất lên nhau được. Chúng ta có một cái children, trong children chúng ta sẽ tải nó access cho cái đường dẫn của cái hình ảnh nó vào. Thì cái hình ảnh của mình là có đường dẫn là access image access và một trăm tiền khi sẽ trả tiền. Rồi cái hình của mình đã được tìm vọng vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ xếp cho cái background của mình, nó sẽ full tất cả các màn hình này. Trước bộ Infinity chúng ta sẽ fit nó vào một cái topic, nó sẽ dùng cái topic view. Thì cái topic view này nó sẽ dễ cho cái hình ảnh của mình full luôn các màn hình. Hãy
nó đã full được cái màn hình. Thì chúng ta sẽ thêm một cái image logo vào, chúng ta sẽ cho nó vào một cái center và chúng ta sẽ có một cái chiều để bỏ image. Thêm cái đường dẫn các bạn. Ở đây Lê Phương đây, cái logo đã có. Thì logo bây giờ thì mình thấy nó đang bị to, mình sẽ xếp lại thôi, chiều rộng cho nó 160 phân phân tích. Và sẽ click nó vào một cái box click cùng tên. Đây. Rồi xong, bây giờ mình qua trong phần tay. Trong phương bay này chúng ta sẽ đi chân nó về một cái scatter. Nếu mình sẽ cho nó có thời gian để nó có thể dễ qua để đi cho phương bay. Nó sẽ gọi một cái hàm init, một cái hàm init step thôi. Nên nó sẽ super, chúng ta sẽ gọi phương thức super unit style để thử tạo các thuộc tính của lớp trang. Sẽ xếp một cái hammer, các bạn mới conclusion và chúng ta sẽ xếp sang sau 2 giây thì nó sẽ chuyển sang trang mới này. Trong cái trang mới này thì chúng ta sẽ có một cái like. Cái rau này thì khi hết thời gian chờ thì nó sẽ tạo là một cái material cây rau. Thì trong này vừa rồi chúng ta sẽ tạo một cần tết ra và cần tết này sẽ trả về cho nó sẽ trả về trang hôm bay. Hôm nay sẽ cho nó gặp các thầy cô. Thank you.
vâng, cô chào mừng cho cô. Sẽ bắt đầu cốt các trang năm đây. Thì đầu tiên chúng ta có một cái áp bài. Trong cái áp bài này, nó sẽ có một cái nước tiên. Thì cái nước tiên này, nó sẽ thường thì nó sẽ có một cái icon. Thì cái nước tiên nó sẽ là cái phần tử mà nó đứng trước một cái thay đồ ở trong cái áp bài. Thì cái app 3 này của mình ở sau đó mình làm đen rồi bây giờ là xếp cái bắt ra cho nó và cái bắt ra này có màu xanh cho nó là sẽ có màu xanh. Xong rồi chúng ta sẽ cho nó bằng cái gì với cái thay thôi. Thì là cái thay thừa mình đã thay đó là đai. Và đây là nó có cái thay thừa với cả cái này. Thì cái thay thừa với cái thay thừa. Và cái bên này cái test thì mình đã có cái test bài mình đã để trong xếp cho nó là một cái màu color lên nè. Bây giờ mình muốn có nó đại diện cái gì mình sẽ thay đồ và đi đồ mình sẽ có nó đều giá trị là tư thì cái thay đồ mình sẽ tìm chỉ với cái trang áp bài mình sẽ đặt cái có cái circle avatar đây chúng ta sẽ cho nó một cái hashtag. Thì này sẽ có một clip cắt màu và một clip cắt màu nó sẽ khai báo ở trên này. Một clip cắt to lên để truyền vào. Ai là mình sẽ khai báo một cái color gồm có một cái chuỗi các màu và một cái nhạc thì ở đây sẽ khai báo chuỗi đây tương ứng với từng cái màu. Cái lay chỉ lưu trữ màu được sử dụng ở Google.
mà sẽ không bỏ qua in stay không có sẽ đang về một cái super in stay có vị trí in bếp còn không và cái màu đầu tiên của nó là màu đỏ. Tiếp theo trong đó thì mình sẽ chuyển nó thấy tiền có chiều dài thì nó tế chuỗi pha lờ nào tiền có chiều dài có chuỗi pha lờ nào ít mét nào chúng ta sẽ tỏ về select color này là chúng ta sẽ chọn cái vị trí cái màu đầu tiên là màu xanh là cái màu mà người dùng lựa chọn. Chúng ta sẽ có một cái trường để một cái trường cái tiên cái trường và một cái circle avatar. Cái tích yên và các cái chiêu có circle và bàn tay có circle và bàn tay và sẽ tự các bác vào là có các circle avatar và nó có background là cái color cái chuỗi index nên nó sẽ phân tích là color này sẽ là pro, màu xanh là the, màu xanh là pro, orange là on. Thì sau khi set color này xong thì chúng ta sẽ cho đúng là sáu cái là cái circle avatar hơi bị sát với cái hơi bị sát với cái cái gì vậy?
thì chúng ta sẽ xếp cho nó chưa có view nào được sử dụng để phản ứng cái nội dung của cái column mà mình xác chuyển vào. Ví dụ như cái column này có nhiều cái nhiều cái để mà nó không thể hiện lên trên một cái khung này được, thì nó sẽ có thể cụm lên để cho mình thấy được cái nội dung của cái column. Thank you.
Never story sit, never struggle. Thì sẽ chúng ta sẽ vô các vật lý của danh sách. Và danh sách ở trong này nó sẽ không được cụm. Thì khi chúng ta cũng có column này thì cái ở trong cái list view này nó sẽ không cụm theo. Cái trên này, cục cánh này là để đặt toàn bộ của danh sách thành không. Do đó, đây là không có khoảng trống. Cho nên là không có khoảng trống gì tắt một danh sách vào các cạnh của màn hình. Đây tôi sẽ thay đó một cái food model thì còn có các thuộc tính như ID, tên của nó, hình ảnh, cái sản phẩm, cái mô tả, giá tiền và thứ lượng. Chúng ta sẽ có cái phần sức cầu của nó. Ở đây thì sẽ có một cái list food. Thế sẽ truyền là các phần số của nó. Sẽ lấy hết tất cả các chúng ta sẽ lấy hết tất cả các tiền vàng của bạn thấy hết tất cả chưa rồi return nó về một cái bát tinh
Ở đây chúng ta sẽ đi xem nó về một vector director để sử dụng tắt sự kiện khi nhắn vào put item. Thì khi put item được nhắn vào thì hàm phần thread trên này sẽ được gọi. Cho phép cái
đang cho phép cái Sager Chills Preview này được toàn bộ các nội dung và cái bên trong đó. Khi xong hơi thank you.
Sakura là nó sẽ điền các thông số gì là tên, mô tả sản phẩm và giá tiền, và một cái nữa là cái quan trọng cái số lượng của nó sẽ có một cái test,
underground này nó sẽ có một cái trường. Okay.
Bài của em đến sau đây các bạn đã theo dõi.